Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Hợp tác giữa biệt kích lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và Đài Loan trong nhiệm vụ kích động dân lật đổ chế độ tại Trung Quốc và Việt Nam kính thưa quý vị chương trình thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị những thông tin cực nóng liên quan đến các hoạt động đặc biệt của lực lượng hậu duệ việt nam cộng hòa trong việc phối hợp hỗ trợ đài loan đưa biệt kích xâm nhập vào đại lục để kích động người dân nổi dậy lật đổ tập cận bình và nhà cầm quyền cộng sản trung quốc cũng như ở tại việt nam Diễn biến của sự kiện đang gây ra sự chú ý đặc biệt của dư luận và khiến giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam như ngồi trên đống lửa này như thế nào. Tất cả đều sẽ được giải mã trong bản tin thời sự tổng hợp của chúng tôi ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị, theo các thông tin gò rỉ mới đây chúng tôi có được, một trong những công tác bí mật của đơn vị SOG lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa thời gian gần đây là những hoạt động chung với Đài Loan. Sự phối hợp này nằm trong ước mơ của Tổng thống Thái Anh Văn và đem lại tự do cho người Trung Quốc. Vì thế Đài Loan cũng không còn bị đe dọa bởi chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Được biết, Hoa Kỳ cũng đã bí mật giúp đỡ trang bị cho các du kích quân của các đảng phái quốc gia Đài Loan ẩn nấu trong vùng rừng núi Miến Điện chống lại chính quyền Trung Quốc. Mặt trận này đã mở được khoảng 7 trận đột kích lẻ tẻ vào mạng sườn biên giới phía nam của Trung Cộng và tất cả đều không thành công. Sau khi chiến dịch Miến Điện bị thất bại, Tổng thống Thái Anh Văn củng cố lại lực lượng quân đội, âm thầm, CIA yểm trợ những chuyến xâm nhập của các toán biệt hải thuộc Đài Loan và người nhái hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Mấy tháng gần đây, cường lực này được gia tăng bằng những cuộc đột kích chấp nhoáng vào lục địa bởi những toán biệt kích. Một cuộc tấn công dữ dội nhất vào ngày 2 tháng 3 gồm 28 BKQ đột kích cửa sông Peiling. Họ rút lui sau khi bị chống trả bằng pháo binh và đại liên của lực lượng dân quân phòng vệ Trung Quốc. Sau đó, lực lượng hỗn hợp Việt Đài quyết định thọc sâu vào nội địa. Những cuộc hành quân này phải nghĩ tới việc thả dù những toán biệt kích thi hành dự án này Tổng thống Thái Anh Văn. Hành trình bày cho đại diện Hoa Kỳ ở Đài Bắc kế hoạch thành lập một đơn vị đặc biệt xâm nhập vào lục địa và kích động dân chúng nổi lên lật đổ chế độ Cộng sản. Được sự bật đèn xanh của giới chức Mỹ, nhóm cố vấn quân sự tại Đài Loan giúp đỡ thành lập một binh đội lực lượng đặc biệt với quân số là 3.000 người, trong đó có cả lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và sau đó lực lượng này được thả vào sâu trong lục địa. Trong một điệp vụ cuối tháng 4, CIA thả một toán 5 người vào tỉnh An Huy, theo như dự tính dựa theo tin tình báo của Đài Loan. Toán sẽ được tiếp đón bởi khoảng 500 người dân lục địa có cảm tình với Đài Loan. Thực tế, Toán nhảy ngay xuống một công trường xây cất đập nước và bị rượt đuổi ngay tức khắc trước khi xa vào tay quân địch. Những thất bại này không làm cho Tổng thống Thanh Văn qua ngại. Bà đã lệnh tăng cường lực lượng thêm với tổng số 12.000 biệt kích nhảy dù, một tập hợp binh chủng đặc biệt lớn nhất trong các quốc gia Á Châu. Thêm vào đó, bà lập nên phong trào quốc gia chống cộng cứu quốc với 5.500 tay súng tinh nhuệ của Đài Loan và lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Đội quân này sẽ dùng làm lực lượng chính để tấn công và lật đổ chính quyền Cộng sản Hoa Lục cho dù được tăng số lượng, trận chiến bí mật gặt hái kết quả rất khiêm nhường. Thường thường các toán bị bắt ngay sau khi nhảy dù xuống tới đất. Nhiều lần hệ thống phòng không năng động của Trung Cộng đã bắn rớt máy bay xâm nhập trước khi đến được địa điểm thả toán. Ít nhất 5 máy bay RB-69, loại máy bay nòng cốt dùng để thả toán bị bắn rơi trong những tháng đầu năm 2023 không phận Trung Cộng càng ngày càng trở nên nguy hiểm, biệt kích quân của liên quân qua qua lại lại miền biển. Cuộc hành quân lớn nhất của họ diễn ra mới đây khi phong trào quốc gia chống cộng của quốc thuộc lực lượng hậu duệ sử dụng hai tàu đổ bộ tiến vào hải phận Bắc Việt. Ngày 23 tháng 4, hai tàu này vào tới Bạch Long Vĩ, một đảo nhỏ ít dân cư nằm giữa hai hải phòng và đảo Hải Nam. Năm ngày sau họ đi thẳng lên hướng Bắc, dừng lại ở ven biển Quảng Ninh. Từ đó, các biệt kích người nhái chuyển lên các ghe đổ bộ và tiến vào bờ. Họ dự định xâm nhập dọc theo biên giới Bắc Việt Nam và Trung Cộng gọi đi sâu vào nội địa và thiết lập một nhóm du kích chống cộng. Được biết, các biệt kích chỉ vừa đặt chân lên bãi cát là bị lực lượng biên phòng của Quảng Ninh bao vây. Trong cuộc chạm súng, 7 tử trận, 2 tự sát và 17 bị bắt làm tù binh. Đài Loan không biết là hai tuần trước đó lực lượng hậu duệ đã cho xâm nhập toán biệt hải tên Dagon cũng vào nơi đó của tỉnh Quảng Ninh. Do đó nơi này đang bị canh chừng nghiêm ngặt và toán biệt kích của Đài Loan cũng đã gơi ngay vào mũi súng chờ sẵn của địch quân. Cục hành quân này có vẻ như là thiếu sự hợp tác chặt chẽ giữa Đài Bắc và lực lượng hậu duệ, nhưng thật ra không phải vậy. Thật sự liên lạc quân sự giữa hai quốc gia đã có từ khi lực lượng Hậu Duệ hoạt động đấu tranh trở lại. Sau đó, một toán người nhái của Hậu Duệ đã qua Đài Loan để được huấn luyện. Sau đó, một toán lực lượng đặc biệt của Đài Loan được gửi sang hoạt động cùng lực lượng Hậu Duệ ở vùng miền Tây. Mấy tháng gần đây, máy bay C 123 với phi hành đoàn đài loan đã giúp lực lượng hậu duệ thả hàng loạt toán xâm nhập vào miền bắc việt nam phía đài loan đề nghị thả biệt kích xuống tây nam trung quốc để phá đường tiếp liệu của hà nội sau đó lực lượng hỗn hợp hai bên cho thả dù điệp viên xuống gần biên giới bắc việt nam để nghe lén mạng lưới truyền tin của bắc kinh quả là một hành động dũng cảm của hai lực lượng đặc biệt này sog đề nghị thả những toán nằm dài hạn xuống tỉnh lào cai nằm dọc theo biên giới Việt Nam và Trung Cộng. Những toán này sẽ được sử dụng để quan sát lưu lượng giao thông, đường bộ, đường hỏa xa và tàu bè di chuyển xuôi hướng Đông Nam và Trung Cộng xuống Hà Nội. Không có gì đáng ngạc nhiên khi đề nghị của SOG về mục tiêu Lào Cai làm cho Đài Loan rất phấn khởi. Trong khi bàn soạn, Đài Bắc đồng ý chuyển bãi đáp ra phía Đông Bắc thuộc tỉnh Hà Giang, khu vực đồi núi và thư dân hà giang không có nhiều mục tiêu chiến lược như lào cai nhưng hà giang có một biên giới dài và hoang vu ăn sâu vào đất trung cộng theo như chương trình sắp xếp lại một toán việt nam sẽ nhảy xuống hà giang và làm an ninh bãi đáp trước cả tháng sau sau đó một toán trung hoa quốc gia sẽ nhảy xuống hiệp đoàn với họ và rồi họ sẽ cũng tiến về phương bắc vào lãnh thổ trung cộng lực lượng hậu duệ đã thả một nửa toán nhảy vào Hà Giang. Sĩ quan điệp vụ là thiếu tá Lương Hàn, viên sĩ quan nùng mà hiện đang phục vụ cho lực lượng hậu duệ. Được gọi bí danh là Matthew. Hàng là người đáp ứng đủ điều kiện cho điệp viên hợp tác với Đài Loan vì ông có dòng máu Trung Hoa và nói được tiếng Tàu. Dưới quyền điều khiển của Matthew, một lớp điệp viên 30 người sàng sảy được 12 biệt kích tiến hành tập huyện, tập luyện tại Long Thành, đặt tên là Toán Red Dragon, tất cả là người Việt miền Bắc. được chọn làm toán trưởng là Nguyễn Thái Kiên, một quân nhân kinh nghiệm đã trải qua nhiều cuộc giao chiến với quân đội Cộng sản Việt Nam và cả Trung Quốc. Từ đầu năm 2023, Toán Red Dragon được huấn luyện tại Long Thành, Đài Loan. Các toán viên được thực tập phá hoại và sử dụng tất cả các loại vũ khí, kể cả, cả loại hỏa tiễn. 3,5 in Họ cũng được học gấp rút tiếng Tàu. Ngày 24 tháng 4, toán Rick Dagon được hội nhập với lực lượng biệt kích của Đài Loan để khỏi bị lộ tông tích. Nhóm 13 người Đài Loan này được đặt tên bằng tiếng Việt. Toán Rick Dagon hỗn hợp này đã có cuộc hành quân thực thụ để thực tế chiến trường. Chạm chán với lực lượng quân đoàn 1, lực lượng biệt kích trên đã hạ sát 12 binh sĩ bắt sống hai tù binh và tịch thu bảy xuống trường. Vào giữa tháng năm qua, một nửa toán Red Dagon của người Việt chỉ còn lại có 8 người được trải qua những trách nhiệm cuối cùng. Toán trưởng Kiên được vinh thăng đại úy, viên toán phó Phạm Xuân Kỳ lên một cấp là thạc sĩ. Matthew cùng đại úy Hồ Hữu Danh của SOG trao đổi với họ những lời dặn dò cuối cùng. Kiên giao hẹn sẽ liên lạc với trung tâm trong vòng 3 ngày sau khi tới mục tiêu, nếu không kể như đã rơi vào tay của địch. Nhiệm vụ của họ là chờ cho đến khi phần nửa toán còn lại của Đài Loan nhảy xuống, họ nhập với họ và tiến vào Trung Hoa lục địa. Ngày 21 tháng 5, cả 8 biệt kích mặc đồ bảo hộ nhảy dù và leo lên một chiếc MC-130. Hầu hết đồ tiếp liệu của họ để trong một kiện hàng lớn trong có máy phát tín hiệu và mỗi điệp viên đều có trang bị máy dò tìm để khi xuống đất trong đêm tối họ tìm lại tiếp liệu và hội lại với nhau không mấy khó khăn. Tất cánh vào ban đêm, máy bay bay vòng ra vịnh Bắc Bộ theo hình vòng cung, ngược chiều kim đồng hồ, với những phi cụ tối tân, phi hành đoàn cho phi cơ bay thật thấp về hướng Tây, dọc theo dãy núi non hiểm trở giữa Bắc Việt Nam và Trung Cộng đúng 2 giờ sáng trên không phận tỉnh Hà Giang, bừng sau máy bay hạ xuống. Toán được chia làm hai như đã hoạch định trước, đồ tiếp liệu và toán trưởng sẽ nhảy xuống trước, tiếp theo đó là chuyên viên truyền tin và các toán viên. Có một điều không dự định trước là gần hết nhân viên của toán Red Dragon bị say máy bay. Không biết là tại việc căng thẳng thần kinh hoặc vì chuyến bay bị nhồi sốc quá độ, các việc kích thay phiên nhau nôn mửa trên sàn tàu. Khi ngọn đèn xanh bật lên, toán Red Dragon đều đã gẹo gã. Để làm gương, kiên và kiện hàng biến mất trong không gian, phàn nàn chuyến bay làm cho quá mệt mỏi chuyên viên phá hoại trịnh quốc Anh, khụy xuống và không chịu nhảy. Thấy vậy, toán viên thứ hai cũng từ chối và gọi toán viên thứ ba. Một phút đã trôi qua và chuyên viên thả dù phải khuyến khích. Xô đẩy toán Red Dragon ra cửa sau phi cơ trong khi đó kiên và kiện hàng tiếp liệu đã rơi xuống một khoảng cách khá xa. Cuối cùng, sáu toán viên khác cũng nhảy. Không có cách nào làm cho anh gọi máy bay được. Anh ta ở lại trên chiếc MC-130E bay trở lại Đài Loan. Được biết, Trịnh Quốc Anh sau này bị bắn chết bởi một toán viên khác. Khi gây gỗ với nhau về việc chia phiên đi lấy nước trong một cuộc hành quân cũng ở Bắc Việt Nam rời khỏi máy bay cuối cùng là nguyễn hữu tấn anh nghe tiếng xe tải vãnh đèn từ một trạm biên phòng anh biết chắc rằng họ sẽ bị lộ khi tới được mặt đất Tấp xuống một bụi tre mọc giữa lưng đồi tấn tháo gỡ đa dù các biệt kích được lệnh thâu hồ dù và phá hủy với một dung dịch axit đặc biệt để phi tan nhưng dù cổ tấn mắc cao trên ngọn tre anh bỏ mặt đó và di chuyển khỏi bãi đáp bởi vì có sự chậm trễ do dằn co khi nảy trên máy bay. Giờ đây, anh đắp xuống hướng Tây Nam và cách mục tiêu là biên giới Trung Quốc gần 50 cây số. Mặc dầu đây là khu thưa dân cư, cũng có một con lộ đi qua và được canh gác bằng một lực lượng phòng vệ, đông đảo của quân đoàn 1 Cộng sản Việt Nam và một pháo đội phòng không của Trung Cộng. Tính thầm rằng kiện đồ tiếp liệu phải rơi xuống thung lũng phía dưới, tấn bật máy dò tín hiệu vì dùng dần khi nhảy nên khoảng cách hai nơi đã quá xa, quá tầm hoạt động của máy. Với tiểu liên, thủy điển trên tay, Swift bắn đạn chính ly, tấn mò xuống chân đồi vì nghĩ rằng đồng đội đã đáp xuống đó. Chỉ trong ngày anh gặp được chuyên viên truyền tin Lê Trung Tính. Máy là tín hiệu của tính cũng không hoạt động. Họ không có cách nào để kiếm đồ tiếp liệu gồm đồ ăn, quần áo và máy đánh Morsi GRC 109 để liên lạc với lực lượng hậu duệ qua trung gian đài tiếp vận BUS ở Phi Luật Tân. Máy phát tuyến cầm tay HT1 cũng không hoạt động hữu hiệu trên miền núi non làm họ cũng không thể liên lạc được với các toán viên khác. Gồng gã hai ngày, hai BKQ đi ruồng trong rừng để kiếm đồng đội, đơn độc và đói. Cuối cùng họ quyết định tìm đường qua Lào chỉ một ngày sau, các toán tuần tiểu bắt việc tìm ra họ, tấn và tính bị bắt một cách dễ dàng. Ba toán viên khác của toán Red Dagon cũng chỉ may mắn hơn một chút, rơi xuống thung lũng, họ gặp lại nhau ngày hôm sau. Ở gần kiện hàng hơn, mấy giờ tìm của họ hoạt động, mò theo đó họ tiếp tục đi về phương Bắc. Họ đi gần một tuần mà cũng không tìm ra đồ tiếp liệu. Tới lúc đó, quân lực Cộng sản đã huy động lực lượng càng quét khu vực Trung Du. Chẳng bao lâu cả ba biệt kích, bị bao vây và bắt giữ. Vài ngày sau, hai người còn lại của toán Red Dragon cũng bị bắt nốt. Quân đội Cộng sản dùng nhân viên truyền tin bắt liên lạc với trung tâm. Trước khi ra đi, các biệt kích đã hẹn là trong vòng 3 ngày sẽ gọi về. Giờ đây sau gần 2 tuần họ mới liên lạc. SOG không tin là họ được an toàn. Matthew lại tin rằng mọi chuyện đều suôn sẻ và yêu cầu tái tiếp liệu. Ngày 17 tháng 5, trong một phi vụ anh tạc, một chiếc Phantom F4C xé bày bay tới Hà Giang và thả đồ tiếp tế ngụy trang trong vỏ bom Napalm. Không phải chỉ có SOG nghi ngờ, Đài Loan cũng e dè và giữ các biệt kích của họ ở lại Long Thành. Trước khi quyết định gửi BKQ của họ ra Bắc, họ yêu cầu gửi điệp viên xuống Hà Giang để kiểm chứng tình trạng của Red, của toán Red Dragon toán Red Dragon Alpha được sắp xếp để nhảy vào mục tiêu vào đầu tháng 6. Tuy nhiên sau những cao độ truyền tin, SOG đánh hơi được người của mình đã xa vào tay quân đội Cộng sản nên bãi bỏ kế hoạch dự định và Đài Bắc cũng đã rút toán biệt kích của họ về nước. Thời lượng còn lại cũng trình thời sự là bản tin quốc tế. Gần 20 nước muốn gia nhập BRICS Hôm 15 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Yakov cho hay gần 20 quốc gia đang tìm cách trở thành thành viên BRICS và số lượng tiếp tục tăng. Danh sách các ứng viên gia nhập BRICS tiếp tục tăng lên. Số lượng quốc gia muốn gia nhập nhóm hiện gần 20 nước. Điều đó phản ánh vai trò ngày càng lớn và đáng kể của BRICS trên trường quốc tế. Với tư cách là một hiệp hội, các quốc gia có cùng quan điểm Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Yakov nói, ông Yakov cho biết BRICS là các nước nền kinh tế mới nổi bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi là nhóm các quốc gia không đặt ra cơ chế nước lãnh đạo. Thay vào đó, các đối tác thiết lập chương trình nghị sự mang tính xây dựng dựa trên sự đồng thuận. Các cuộc thảo luận về tiêu chí để các nước gia nhập BRICS đang tiếp diễn Nam Phi đang nỗ lực để thực hiện công việc này. Ông Jacob cho biết thêm, hôm ngày 1 tháng 6 tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao BRICS đang diễn ra tại thủ đô Capetor, Nam Phi, các ngoại trưởng BRICS ra tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khuyến khích sử dụng đồng nội tệ trong các giao dịch tài chính và thương mại quốc tế giữa các nước BRICS cũng như các đối tác thương mại khác. Nam Phi đang giữ chức chủ tịch BRICS sau khi tiếp quản từ Trung Quốc. Nhiệm kỳ của Nam Phi sẽ kéo dài đến cuối năm 2023. Kể từ khi được thành lập vào năm 2001, nhóm BRICS bao gồm 5 quốc gia mới nổi là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Phát triển thành một liên minh không chính thức và vượt qua khối G7 do Mỹ dẫn đầu về tỷ trọng GDP toàn cầu. Nhóm các nước BRICS có dân số hơn 3 tỷ người, chiếm 25% tổng sản lượng nội địa chỉ định toàn cầu, 20% thương mại, khoảng 25% đầu tư trực tiếp và tổng dự trữ quốc tế của BRICS chiếm khoảng 35% của thế giới.